Em xin kính chào toàn thể các quý cô chú, anh chị, các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc nhé. Phiên cuối tuần ngày hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2022. Chính chúc các bác có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa bên người thân. Và hôm nay thì bên cơ sở nhà em sẽ tiếp tục lên sóng cho mọi người những dòng hàng lan đẹp và cung cấp cho mọi người những dòng hàng kg cũng như là lan thuần hiện tại đang có. Và số điện thoại để khách hàng liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và ngoài ra thì bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những sản phẩm phân thuốc cũng như là chế phẩm phân bón dành cho hoa lan và máy tưới lan nhé. Và trong quá trình đặt hàng, các bác muốn tư vấn thêm loại nào thì các bác inbox trực tiếp ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại đến mọi người luôn. Em xin giới thiệu cho mọi người một cái lô hàng hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Hoa của nó là màu tím đậm này. Đấy, dòng này thì hàng hôm nay em bán cho các bác. Thứ nhất là hoa của nó chuẩn trên thân. Dòng này hàng ươm ki của Đài Loan nhé các bác nhé. Bảng hôm nay thì nó đang lên rất là nhiều mầm. Thứ nhất là chiều dài của bộ bảng này nó gần 2 găng tay. Thì cái mầm nó lên nhiều như thế này ấy, thì em nghĩ là mọi người về có thể cắt cái bảng này ra làm đôi, để mọi người được làm hai bảng khác nhau, được làm hai bảng. Và cái này khi thân nó dài ấy, nó còn dài đến hàng mét cơ. Dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố này rất là nhiều khách hàng đã có những cái tác phẩm về dòng hạc vĩ này. Em bán chủ yếu là bán mầm cho mọi người rất là nhiều. Và một chậu, một bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố hôm nay em xin phép bán chỉ có 240 một bảng thôi. 240.000 một bảng, siêu đậm đà nha mọi người nhé. Tiếp theo là long tu xuân. Long tu xuân thì em cũng còn số lượng ít thôi ạ, chắc chỉ còn tầm 5-6 giò thôi ạ. Đây cái màn hoa của long tu xuân này. Hàng này thì bây giờ các bác chăm mầm nhé, mầm gốc, chủ yếu là mầm gốc để mọi người làm giống. Hoa thì vẫn còn những cái chậu mà đang chuẩn bị lác đác hoa. Và có cái bảng này thì nhiều hoa nhất này. Nhưng mà cái mầm của nó đang lên ngắn, không bị trột một cái mầm nào luôn. Long du xuân hàng kg thì bây giờ nếu mà các bác trồng nó mất thời gian để lên mầm. Và thứ hai là hàng rừng bao giờ cũng có những tỷ lệ nó trột mầm. Còn hàng này thì hàng ăn chắc 100%. Một bảng này em bán cũng rẻ thôi, có 170.000 đồng một bảng ạ. Tiếp theo là vũ nữ nhá. Mới về vũ nữ hôm qua đó chính là vũ nữ sô-cô-la và vũ nữ mèo cam. Sô-cô-la vẫn là những cái chậu mà đang có ngồng hoa và bụi siêu to bự. Đây là một chậu siêu to bự như thế này. Hàng hiện tại đang có ngồng hoa. Và một chậu sô-cô-la hoa thơm, hoa phân nhánh và rất là bền hoa, nở quanh năm. Giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Này có những ngồng rất là mập này. Và bên đây là mèo cam ạ. Lô mèo cam hôm nay thì cây của nó rất là nhiều thân trong một chậu. Nhà em lấy chậu là chậu say to. Mèo cam này thì cũng có lác đác một số cây đang nụ và một số cây thì chưa, bởi vì tiêu chí của em là hôm nay em lấy mèo cam là lấy những bụi to. Hàng vũ nữ này hoa nở quanh năm nên là dù hiện tại chưa có đẩy nụ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là cây đã đủ đẩy nụ để mọi người chơi hoa luôn ạ. Và một chậu vũ nữ mèo cam hay là màu cam lửa, em xin phép bán 200.000 đồng một chậu nhé. Đây là chậu size to, bụi to 200.000. Và riêng vũ nữ thì mua 3 chậu em miễn ship nhé. Mua 1-2 chậu thì các bác vui lòng trả tiền phí ship cho em. Còn phía bên đây là dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, chỉ còn duy nhất 2 chậu hoàng hậu hoa xanh thôi ạ. Chậu to nhiều thân, 160.000 đồng một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Và vũ nữ còn 2 chậu vũ nữ ngọc cẩm thạch, ngàn hoa, ngọc cẩm thạch. Hoa màu xanh rất là đẹp, 140.000, còn 2 chậu ạ, 140.000 đồng một chậu. Cứ vũ nữ mua 3 chậu em sẽ miễn ship. Em còn một ít cái đai châu hồng cánh sen này. Đai châu hồng cánh sen hàng này thì hoa chuẩn luôn. Vừa rồi nó nở hoa nhá, lác đác còn 1-2 bông. Lưỡi của nó màu hồng đậm này. Còn đây là những cái cây mà cắt ngồng hoa để dưỡng cây rồi. Những cái cây đơn này em bán là 270.000 một cây. Có một chậu cây đôi duy nhất này. Cho nên là 300. Hồng cánh sen. Đây châu hồng cánh sen. Phía sang bên đây thì em có mấy cái chậu đây châu cam lửa này. Chậu cây đôi rất là đẹp. Cây to. Cam lửa này giá là 230.000 đồng một chậu. Đây là loại cam lửa cây đôi. Còn có vài cây đai châu lá mít của rừng nữa. Cái này thì ghép vào một cái trụ to nên cái này là em bán ở cửa hàng thôi. Rẻ có 150 một bảng hai cây, có 150 thôi. Tiếp theo phía dưới đây là những cái cuộn dây hoa tử đằng. Nhà em thì cung cấp cho mọi người cái giống hoa tử đằng, nói chung là số lượng rất là lớn nhá. Bởi vì mùa hè ấy là cái thời điểm nó khá là nóng nực. Nhiều bác thì muốn tìm một cái cây mà nó có thể là làm bóng mát và nó lại thích hợp với khí hậu ở khu vực của mình. Riêng dòng hoa tử đằng này nó thích hợp với tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam. Cây khỏe mạnh và đi mầm rất là khỏe. Một cái cuộn dây này khi mà các bác dỡ ra ấy, nó phải dài đến tầm 2m đến 3m. Đây, có những cuộn nó to nhiều ngồng này.
Và nhà em đảm bảo cho mọi người là tất cả đều sống 100%, bởi vì cây đang đi mầm rất là khỏe rồi. Hàng này dù đến nơi ấy, thân lá của nó có thể rũ đi một tí, bởi vì cây nó không có ánh sáng ấy, thì cũng không vấn đề gì nhá. Bởi vì một cái cây của nó đang lên rất là nhiều mầm như thế này. Đấy, có cả những cuộn dây mà lá rất là nhiều như thế. Đấy các bạn, đang chờ để leo này. Chỉ có 180.000 một cuộn thôi. Em nhớ ngày xưa cái hoa tử đằng nó đắt lắm, 350 một cuộn. Mà có một khách ở Hải Dương nhà em lần nào xuống cũng kể ngày xưa mua một cuộn tử đằng này phải lên tận Hà Giang mới mua được. Mà thời điểm đấy mua 700.000 một cuộn tử đằng cơ. Đấy, cái dòng tử đằng này dòng ở bên Nhật Bản người ta trồng nhiều. Tử đằng tím nhá. Loại này là loại hoa tượng trưng cho tình yêu, 180 một cuộn. Em chạy số lượng nên các bác mua 2 cuộn em miễn ship nhá. Loại này em chạy số lượng thôi, tùy từng mặt hàng em chạy số lượng. Nên em sẽ bao ship cho mọi người từ 2 chậu. Tiếp theo là lan cát lay da. Lan cát lay da thì nhà em đang tiếp tục về thêm rất là nhiều loại cát mới. Và hôm nay thì ở đây cũng rơi tầm gần 20 loại cát khác nhau. Và nhà em sẽ bao ship từ 3 chậu cát, tặng kèm cho mọi người một siêu lân đỏ khi mua từ 3 chậu. Và khi mua 5 chậu thì bên em sẽ tặng cho mọi người một lọ phân bón lá NPK. Đầu tiên đó là vua cương sơn. Dòng này thì thân lùn thôi nhưng mà hoa rất là đẹp. Vua cương sơn, dòng nổi tiếng rồi. Loại này 130.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cát hồng phấn. Loại này thì bụi to, lùm, thân lùn đẹp. Loại này thì bông của nó rất là đậm, 140.000. Dòng này hoa thơm nhá, 140.000 đồng một chậu này. Cát tú cầu vàng hay là cát vàng môi son. Loại này bụi to, nhiều thân. Đấy ạ, 140.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cát vàng lưỡi đỏ ạ, 150.000 đồng một chậu vàng lưỡi đỏ. Hôm vừa rồi bói ra một bông đẹp lắm, em gửi cho khách rồi, 150.000. Vàng cánh lửa còn duy nhất 2 chậu thôi này, 150.000 đồng một chậu vàng cánh lửa. Tiếp theo là vua đỏ. À đây là kim cương xanh nhá. Kim cương xanh một bụi to, size to, 220.000 đồng một chậu kim cương xanh. Bụi to nhiều thân. Tiếp theo là hắc tùng đỏ này. Hắc tùng đỏ hôm nay bụi cũng rất là to bự, 220.000 đồng một chậu hắc tùng đỏ. Chậu to lắm. Thông phan. Một chậu thông phan VIP. Chậu này em xin phép bán với giá là 200.000. Chậu này hôm trước bán 220 nhưng chậu còn chậu cuối cùng, thông phan. Chậu này lá hơi dập một tí nhá, vận chuyển từ Thái về nó dập nhiều. Đây, cái này không biết mèo còn lên không. Giờ này em bán 200.000 thông phan VIP. Tiếp đến là dòng Amaki. Dòng này Amaki cái vàng màu vàng này và lưỡi của nó màu đỏ đậm, cái vàng này vàng vàng tươi á. Một chậu size to này em bán 230, Amaki là cái dòng bán chạy nhất. Chớp ngọc ba màu, hoa thơm. Hàng này em còn nhiều nhá. Chớp ngọc chậu to đấy 200.000, chớp ngọc ba màu. 200.000 một chậu. Đây còn duy nhất hai chậu đây là cát ngũ sắc này. Ngũ sắc hay là các ngôi sao vàng là một đấy, 170.000 đồng một chậu. Còn duy nhất một chậu cát này cát cam chớp này. Hôm trước bán 150, chậu cuối cùng này em bán 120.000 nhá. 120.000 một chậu cam chớp. Tiếp theo là tú cầu đỏ ạ. Tú cầu đỏ chiều nay em về thêm 20 bụi đấy nhá. Hàng đẹp, nói chung là chậu nó cũng nhiều thân như này. 200.000 đồng một chậu tú cầu đỏ. Ngoài ra thì về thêm hai loại cắt mới. Trước mặt các bác đó chính là cây ba vàng ba đỏ ạ. Loại này thì bụi siêu to, nhiều thân. Loại này mà cho lên chậu to thì không dưới 200.000 đâu. Nhưng mà bán cái này người ta chưa sang chậu thì chỉ có 160 thôi. Đây là cây ba vàng ba đỏ 160.000. Còn phía bên đây là cây tím đậm. Tím đậm này là dòng thơm nhá, bụi to này cũng là 160.000. Cát cứ mua 3 chậu em miễn ship nha. Tiếp theo là da da mini ạ. Hôm nay thì em có cả loại đẹp mới về và cái loại này thì loại còn một ít em giảm giá cho mọi người nhá. Những cái chậu da da đẹp thì em bán 22.000. Còn những cái chậu da da này thì nó thứ nhất là hoa của nó, một số cây của nó thui hoa. Một số cây của nó thì nó bị rớt lá gốc một tí xíu, cũng không ảnh hưởng gì. Loại này em bán 19.000 một cây thôi. Này, một số cây vẫn còn hoa nhưng nó hơi bé. Loại này 19.000 một cây. Các bác mua 10 cây ra ra loại 19.000, hôm nay em sẽ tặng cho các bác thêm một cây. Cái dòng 19.000 nhá. Đây. Cây vẫn rất là đẹp nhá. Nhiều màu. Ra là mấy loại này thì bán nó chỉ lãi được vài nghìn thôi. Nhưng mà em cũng đã lựa đi một số rồi nên hôm nay em sẽ xả cho mọi người. Có màu trắng này, màu tím này, màu chớp chớp. Nói chung là nhiều màu lắm ạ. Đây là ra ra loại thanh lý. Được mà, cái này anh cứ lấy 3 đến 5 chậu trồng một chậu là đẹp. Đấy. Cái da da có 19.000 này, cái này mà lên chậu to thì toàn 50-60.000 thôi. Tiếp theo. Anh cứ nhặt đi, ở đây có mấy màu cho anh nhặt hộ em ấy.
Đấy. Nói chung là nó sổ ra bông nào thì mình biết mặt hoa thôi, còn đâu thì chưa sổ thì mình cũng chịu. Màu cũng đẹp. Không phải bông nào cũng giống nhau. Còn đây là đai châu mít này. Loại mít này thì sẽ có hai màu, thân đỏ này và một cái thân trắng trắng như này. Mít đẹp lắm, lá to, hàng của Thái Lan, 120.000 một chậu mít. Phía dưới đây là những cái cây mai đỏ. Hai màu, anh cứ nhìn kỹ. Mai đỏ này em đang bán xả là 150 một cây. Thôi hôm nay sẽ xả cho 130.000 nhá. Còn một ít thôi, 130.000 một cây, một cây mai đỏ. Mua hai cây em vẫn miễn ship nhá. Hôm nay em xả nốt cái lô mai đỏ, nói chung là cây giờ nó còn bé thôi ạ. Lưu ý nhá, hàng mai đỏ ban đầu bán 250, 300, hôm nay bán 130.000. Lưu ý là cây bây giờ nó cũng không được đẹp, chủ yếu để làm giống nhá. Mua hai cây 260 miễn ship. Xả cái lô đấy để cho nó hết. Còn bên đây đó, đó chính là cây mộc hương này. Mộc hương ta hoa thơm lắm. Đây một chậu của nó nhiều thân như thế này, em bán với giá là 100.000 thôi ạ. 100.000 đồng một cụm mộc hương ta hoa thơm. Các bác nên có một chậu mộc hương ở trong nhà, bởi vì thứ nhất cây này cây phong thủy rất là đẹp và hoa nó lại thơm, nở liên tục. Em về một lô đai châu đôi hàng bảng gỗ này, có màu bò sữa này, màu đỏ đốm này, những cái màu rất là đẹp, màu đỏ này. Cái dòng cây đôi này em bán với giá là 220.000 một bảng đôi. Bảng này cây to lắm, hàng của Thái Lan, lọng đỏ em còn vài giò thôi. Hàng này hàng sưu tầm của Thái này, mầm lên đang đẹp chưa, mầm lên khỏe lắm. Lọng đỏ này một chậu này giá 150, hoa của nó màu đỏ, đỏ đậm đấy, không phải đỏ lờ nhờ đâu. Đây cái lô da da mới nhà em mới về đây này. Vẫn đang để đây ở hong này. Cái lô da da mới này thì cây của nó nhiều thân hơn. Thì loại này là 22.000 một chậu. Đấy. Còn loại này thì không tặng mọi người ạ. Còn cái loại mà 19.000 em đang xả hàng thì tặng. Đây trong cái lô da da thì hoa của nó vẫn nhiều màu sắc. Này. Rất là nhiều mặt hoa. Riêng da da này em thấy là ghép trụ đẹp lắm. Ghép trụ này, ghép chậu. Chậu nào cao thì ít thân, chậu nào nhỏ ngắn thì nhiều thân hơn. Đấy 22.000 một giò. Đẹp chưa? Đây em có một chậu bà liễu xưa, chậu to này, đang lên mầm đẹp này, lại đang nhú vòi nhá. Đây chậu này mang xuống cho mọi người xem. Chậu này hôm trước em bán 550, hôm nay em thanh lý cho mọi người 450. Nhiều vòi lắm. Hiện tại đây hai vòi này. Nách bên đây cũng đang vòi này mọi người này. Đây cũng vòi nhá, đây cũng vòi nhá. Chậu này chắc chắn là còn đơm nhiều vòi nữa. Chậu to này em bán 450 thôi. Cái chậu này chậu bà liễu xưa hoa thơm nhá. 450.000 cái chậu này. Đầy vòi hoa, sắp tới chơi hoa, đẹp lắm. Phía bên đây là những cái chậu lan thịnh vượng phát tài hay là lan thanh tuyền. Đây ạ, một chậu trung bình tầm 3-4 giò hành. Chậu 3 giò hành thì cao, thì có cây cao. Còn chậu 4 giò hành thì trung bình nó đều đều nhau này. Đồng giá 160.000 đồng một chậu. Tiếp theo là dáng hương đuôi cáo Cao Bằng. Đây em có một cái lô dáng hương đuôi cáo Cao Bằng. Hàng này thì em bán là 130.000 đồng một chậu. Bác là mua hai chậu em tính là 250 một cặp. Trung bình một chậu sẽ là 2 đến 3 thân. Chậu nào 2 thân thì cây nó to, còn chậu nào 3 thân thì cây nó nhỏ hơn một tí xíu. Đây ạ, cứ đều đều như này có 130 thôi. Cây hiện tại thì cũng có những cái chậu nó đang chuẩn bị nhú nụ rồi nhá. Đuôi cáo hoa thơm lắm ạ. Bây giờ chuẩn bị đến mùa hoa của cáo. Còn tiếp theo bên đây thì cái chậu loại này là loại size to. Loại size to này thì em lấy nhập về sớm nên là thời tiết năm nay miền Bắc nó lạnh ấy, chưa thấy phân nụ hoa lắm. Còn loại nhỏ thì có cây phân nụ hoa rồi. Loại to này em bán 210.000 đồng một chậu. Loại to này 210, còn loại nhỏ kia là 130. Đen rỗ mắt đen à? Đen rỗ mắt đen, những cái bụi to nhiều thân này em bán là 150.000. Có 150 một chậu đen rỗ mắt đen siêu to đùng. 150 nhá. Tiếp theo là cát ngọc tím. Đây, những cái chậu cát ngọc tím hoa của nó màu tím đậm. Mọi người có thể ngắm hoa qua cái mặt bông của hoa, đẹp lắm. Hoa nở quanh năm, bụi siêu to khủng. Một chậu cát ngọc tím này em bán là 290.000 đồng một chậu nhá. Cát ngọc tím. Đen rô xuân đây, mới về một lô đen rô xuân rất là nhiều thân, một bụi to đùng này với giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000. Đen rô xuân thì hoa nó bền. Riêng dòng đen rô thì đen rô xuân là bền nhất, mình chơi tầm khoảng 2 tháng. Tầm 2 tháng. Và hôm nay thì em sẽ xả cho mọi người cái lô giả hàng Pháp Ưng Kỳ ở đài này nhá. Hoa tím đậm nhá. Nó bền phết ạ. Hôm nay thì nó cũng gần tàn hoa rồi. Chủ yếu bây giờ các bác làm giống. Thứ nhất các bác lưu ý này,
Giả Pháp không phải nó nở hoa hết, mà nó nở chỉ ở đoạn dưới, đoạn trên chưa nở ấy. Các bác tưới thật nhiều nước mà nó sẽ nảy ki ở trên. Và khi đã nảy ki ở trên ấy thì các bác lại mang ra các bác ươm giống. Hôm nay thì những cái chậu này nhà em là toàn ghép như kiểu là ghép ghép bằng chậu tròn ấy, nên là mầm gốc của nó đang lên rất là nhiều. Đây mọi người xem này. Hôm nay thanh lý cho mọi người nhé. Một chậu này hôm nay chỉ có 100.000 thôi. Hôm nay còn tầm gần chục giò là thanh lý nốt cả khu này là hết hàng đấy các bạn. Về mấy trăm giò. Giờ bán 100.000 nhá. Em bán xả rồi. Các bạn lưu ý là cái giá thể này nhà vườn người ta trồng, người ta tiết kiệm chi phí, nên là phía dưới nó sẽ là xốp này, một lớp vỏ thông hoặc là dớn này, thì nó sẽ hơi lỏng gốc một tí. Dù sao về các bác vẫn phải bỏ ra và ghép lại. Các bác muốn tháo chậu thì các anh em sẽ tháo chậu luôn tại chỗ và gửi đi, thì nó sẽ tiết kiệm tiền vận chuyển hơn. Còn khi đã đóng cả cái chậu to này thì chắc là nó sẽ đắt tiền hơn, tầm 1-20 nghìn tiền cước. Ví dụ một cái đơn nếu mà đóng mỗi cái cây nhổ ra thì 30.000 thôi, còn nếu mà đóng cả chậu nó sẽ rơi tầm khoảng 50.000 chẳng hạn. Mọi người lưu ý về vấn đề đấy nhá, không phải lúc đến nơi tiền cước nó tranh lên một tí các bác lại thắc mắc. Em xin giới thiệu thêm về những dòng giáng hương tam màu sắc. Để nói về dòng táng hương thì dòng táng hương tam bảo sắc và quế là những dòng dễ trồng, và thứ hai là hoa của nó thơm. Đây là dòng tam bảo sắc tháng 4 đang có nụ hoa. Loại này đặc biệt hơn là hoa của nó là màu hoa vàng, mọi người thấy không? Bông hoa của nó giống bông hoa của hoàng nhạn. Lô này là lô tam bảo sắc hoa vàng, thơm nức một khu vườn luôn. Lấy một cái bảng mà nhà em ghép như thế này. Để ghép sẵn như thế này rồi. Mọi người chỉ về chơi thôi. Thì một cái bảng này em bán là chỉ có 170.000 thôi này. Rơi tầm 4, 5, 6, 7, 6 cây. Cả to cả nhỏ. 140.000 170.000 một chậu. Giáng hương tam màu sắc nhé. Đây em có một chậu đèn đỗ Úc này, siêu nhiều kỳ này. Chậu này về bác nào ươm kỳ thì tốt. Chậu này năm ngoái em bán cái loại chậu size to này là 280. Hôm nay sẽ thanh lý cho mọi người 150 cái chậu này. Đầy kỳ luôn. Cái này mà nhân kỳ thì bỏ ra nhân được nhiều lắm. Nhưng mà căn bản là không có thời gian. 150 chỗ đấy thôi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến những cây phong thủy ạ. Cây phong thủy nhà em đang thanh lý cho mọi người có 60.000 một chậu nhé. Lô chơi bán 85.000 đấy. Đây là cây trầu bà đế vương hàng lá biên phát tài này. Cây vạn lộc lá đỏ này. Có cả cây kia là cây phú quý lá đỏ. Có cả cây vạn lộc. Vạn lộc, đây vạn lộc lá đỏ và lá xanh. Cái vạn lộc còn đã hoa 60.000 một cây hết. Tiếp theo em giới thiệu cho đến cái dòng cây. Mọi người biết cái cây xếp và lá xếp rụt như này là cây gì không? Đây là cây Koki hoa trắng, đẹp lắm. Bản lá rất là dày. Dòng này Koki trắng hàng của Thái Lan. Một chậu cây lá xếp này 220.000 đồng một chậu Koki trắng ạ. Lá xếp V đẹp. Loại này các bác trồng theo kiểu thế đứng ạ. Cây lên từng gặp lá lên nó cứ xếp rụt rụt như thế, nó đẹp cực kỳ luôn. Cây đứng đẹp 220 thôi. Riêng cái dòng Koki trắng này hoa thơm. Bên Thái họ nhân giống ra rất là nhiều những loại cây mà có mặt hoa đẹp ạ, mà bên Việt Nam mình không có, nên là mình vẫn phải sưu tầm những cái dòng hàng hoa của bên nước bạn nhé. Tiếp theo là dòng hồ điệp ạ, một số mã hồ điệp hiện tại nhà em đang có như sau. Hồ điệp mãn thiên hồng này, dòng này cốc hàng lá mít nhá, cốc 3.5. Hàng này hai ngồng hoa mọi người ạ. Loại này thì em xin phép bán là 100.000 đồng một chậu. Riêng độ bền mãn của nó kéo dài từ 3 đến 4 năm tháng cơ, nên là hoa nó rất là bền. Dù là nở lác đác một số bông này, nhưng các bác về chơi làm sao các bác tưới nước không tưới vào hoa mà chỉ tưới vào gốc ạ, cây của nó sẽ chơi rất là lâu. Em để trên bàn làm việc một cái chậu mãn thiên hồng mà đẹp lắm, khách nào đến cũng rất là khen. Còn thứ hai là loại rẻ hơn. Loại rẻ hơn này thì cốc nó chỉ là cốc 2.8 thôi. Năm ngoài những cốc 2.8 này 75.000 đây này. Đấy, năm nay cái lô này cũng đang có hoa, mà giá thì để cho mọi người để làm giống thôi. Một chậu mãn thiên hồng này chỉ có 50.000 một chậu thôi ạ. 50.000 một chậu mãn nhá. Mãn này thì cũng có cây nó đã phân nhánh, cũng có cây chưa nhá. Cái này có những cây nó phân nhánh, nó khỏe nó phân nhánh. Có những cây chưa thì những cái mắt này sau là nó sẽ phân nhánh. Bởi vì dòng mãn vốn dĩ nó là thuộc dòng phân nhánh mà. Đấy. Mãn thiên hồng. Lô, cái lô lá mít này là lô chắc là lô cuối cùng rồi. Bởi vì nhà vườn người ta xuất gần như hết rồi ấy mọi người ạ. Còn đây là hồ điệp lá biên phát tài. Cốc đây là cốc cũng lại cây to đây. Mỗi chậu nó rơi tầm 2 ngồng hoa. Ui, cái này bị gãy rồi. Đấy, em sẽ nhặt cho các bác 2 ngồng hoa đẹp nhá. Và cây đợt này thì cây to, nhỉnh. Loại này có 60.000 đồng một cốc thôi. Hồ điệp lá biên phát tài. Còn có loại lá biên nữa, nhưng mà loại này thì nó thiên về lá tròn hơn,
Lá tròn thì đây ạ, cũng có cây to thì biên ít, nhưng cũng có những cây cây nhỏ thì nó biên như kiểu âm dương thì nó nhiều. Đấy, những cái loại này em bán 48.000 một cốc thôi. Hoa của nó màu hồng kẻ nhá, rất là đẹp nhá. 48.000. Đây là hoa bói, nên là cây của nó kể cả các bác đến nơi nó bị gãy hoa thì các bác thông cảm, bởi vì em bán là em chủ yếu em bán giống. Đây là giống cây, dòng lá tròn và lá dài. Cây này loại này nhỏ hơn thì 48, còn loại này thì là 60.000. Còn hai loại nữa đó chính là cây hồ điệp mít. Hồ điệp mít này thì nó là cái dòng có màu đỏ huyết long và màu vàng, gọi là vàng gì, có một cái tên vàng, màu vàng sọc ấy. Cái cây lá mít bao giờ lá to nó cũng bị tách như thế này nhá. Còn cái kiểu mà nó bị dập lá như thế này thì nhà em sẽ thanh lý này. Mọi người hình dung này, dập lá này do quá trình vận chuyển, còn cái tách lá này, tách lá kiểu là bản chất của cây. Đấy, một cái cây này em bán 55.000 một cốc lá mít. Đây, những cái cây dập lá này thì em bán thanh lý là 35.000 vận chuyển này. Đấy, vận chuyển của những cây nó bị dập lá này, thanh lý lỗ. Còn cái cây đỏ chớp nhá. Đỏ chớp, đỏ thơm, loại này ô hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Đỏ chớp 50.000, nhưng mà còn một cái cây này, cây làm mẫu thôi. Hết hàng rồi. Bác nào muốn lấy hàng này thì các bác nhắn tin cho em để em đặt thêm một lô nữa. Đẹp chưa? Đỏ chớp vàng. Tiếp đến là đen rô xuân tím đậm này, hoa của nó đẹp, bông của nó cánh sáp này, sáp bóng luôn. Và một chậu đen rô xuân tím đậm này cũng nhiều thân như thế này, em xin phép bán với giá là 120.000 đồng một chậu thôi. Lô này cũng sắp hết hàng rồi, đang đẩy mầm cốc nhá, 120k. Cái này chủ yếu là sưu tầm giống ạ, chủ yếu sưu tầm giống nhá. Chứ cái màu sổ ra màu tím này ít có. Bông hoa rất là đẹp, cái này nở hoa rồi nhưng mà về các bác vẫn chơi được hơn tháng nữa, hoa nó bền. Em còn duy nhất 4 chậu dendro 5 cánh trắng nhá. Thứ nhất là em bảo là cái lô dendro 5 cánh trắng bây giờ nó hết hàng rồi. Còn bây giờ mà nhà vườn nó tung ra thì gần như là chắc là cây nó cũng không còn được đẹp nữa đâu. Và thứ hai đây là cái bán cái lô cuối người ta vét vườn, nên cái lô này em thanh lý cho các bác để làm giống ạ. Hoa cũng nở rồi, về vẫn chơi được, hoặc là các bác có thể cắt đi để dưỡng cây. Một số hoa nó tàn thì các bác cắt đi cho em nhé. Em còn mã M9 này, 180.000 ba thân. Đây, đặt vừa rồi là lô đầu tiên mới về 3 thân có 250 đấy, mà bây giờ bán 180 này. Tiếp theo là M7 200.000 cũng 3 thân. 3 thân này đều nhau 200.000. Đẹp chưa? Đây chậu này 250 hôm trước này. Tiếp theo là mã này ký hiệu là D2, em ký hiệu làm 2 lần. 160 2 thân dài 160.000. Và mã D19, chậu này 3-4 thân 200. Nói chung là những cái nụ nào nó thui, bởi vì nụ nó to ấy, thường những cái chỗ nụ to ấy nó không thể nào tránh được cái vấn đề đấy. Hoa là thơm lắm, dòng đen đô năm cái trắng này là dòng hoa thơm đẹp đấy. Thơm lắm, đẹp dã man, thơm đấy cho mọi người xem. Nói chung cái hoa của nó bây giờ cũng không quan trọng đâu mọi người, những cái bác nào sưu tầm giống chỉ cần biết mặt hoa thôi. Hôm nay có khách lấy mấy chậu chỉ cần biết mặt hoa, không cần quan trọng lắm là cái mầm hoa nó như thế nào. Tiếp theo là những cái chậu hoa lan hoàng nhạn nhé. Hoàng nhạn nhà em là chậu cây đôi à, mỗi chậu 2 cây, hoặc là cây mẹ con thì cỡ một cây to một cây nhỏ như này. Những cây mẹ con thì cây mẹ sẽ rất là to, còn những chậu cây đôi thì nó chỉ đều đều nhau này thôi. Em bán là 220.000 đồng một chậu hoàng nhạn. Dòng này hoa thơm, màu vàng ươm, dòng của Thái Lan ạ. Người ta bên Thái người ta nhân giống những chậu hoàng nhạn đẹp lắm. Thanh đạm Indo em có mấy cái bụi to đùng này, 370 một chậu nhá. Chậu này em bán 400 ấy, hôm trước bán 400 đấy, bây giờ còn 2 chậu em thanh lý là 370 một chậu ấy ạ. À đâu, 430 ấy, hồi đầu bán 430 tặng luôn. Chậu này chậu to. Nói chung là mầm đang lên rất là nhiều, khỏe đẹp. 370. Hàng khủng ấy. Em còn mấy cái chậu bài liễu xưa size to nhá. Những chậu này thì cây nó cao nhưng mà thanh lý thôi. Hàng này nó hơi xuống lá gốc một tí. Thanh lý 180.000, giá cũ 230.000. Dòng này dòng phi 18, còn những chậu mà phi to to anh kia thì nó rơi tầm 400 đến 500 hơn một chậu. Em lên tiếp cho mọi người những chậu 5 cánh trắng nhé. Dòng 5 cánh trắng đột biến ngày xưa nó là một trong những cái dòng mà đắt tiền đấy. Đây là HO và Phú Thọ. Trong tất cả những cái thời điểm mà đầu tiên mà dòng 5 cánh trắng xuất hiện thì cái dòng HO và Phú Thọ hiển oanh. Phú Thọ là những cái cây tiên phong đầu tiên ạ. Em ký hiệu thành từng mã nhé. Mỗi mã thì độ dài ngắn khác nhau, đăng lên kỳ mầm khác nhau. Thì em sẽ chọn quay theo từng hình.
Các bác xem hình nào, các bác đặt chốt đơn cho em này. Em ký hiệu đây là một mã P4 Phú Thọ ngày xưa 1,8 triệu một xe này. Mã P4 này, một chậu Phú Thọ này 80.000 này. Mã P3 này, một chậu 50 trắng Phú Thọ 80.000 này. Nó đang xuống lá chuẩn bị đầy đủ ấy. Cái này là nhà vườn người ta kích hoa cho các bác rồi, đang lên mầm. Mã P8 này, 50 trắng Phú Thọ 90.000. Đang lên kỳ trên thân. Chiều dài nó rơi tầm khoảng hơn gang. Mã P1 120 này, chậu này thì dài hai gang tay luôn, đang lên mầm. 120.000 P1. Tiếp theo mã P14 160.000 hai thân dài. Đẹp này, Phú Thọ chuẩn hoa luôn. Mã P3 Phú Thọ 101 hai thân, đang lên mầm gốc rồi. 101 hai thân. Mã P16 Phú Thọ 70.000 hai thân. Mã P11 Phú Thọ 101 cũng đang mầm gốc rồi nhá. Thân dài. Mã P18 Phú Thọ 110.000 đồng. Mã P17 120.000 hai thân. Mã P20 80.000, chậu này lên kỳ trên thân này. Nhiều kỳ lắm. Tiếp theo là sang 5 cái trắng HO nhá. 5 cái trắng Hiển Nó Anh thì em ký hiệu là HO và ký hiệu là O. Đây, tất cả những này nhà vườn đã đánh mã ở trên đấy rồi. Mã O6 này, O16 này, 130.000 này. Chậu này một thân dài, đang lên hai cái kỳ trên thân đẹp lắm. Có 130. Mã O19, 5 cái trắng HO 90.000. Mã O15, 5 cái trắng HO 200.000 hai thân dài, với cả hai mầm gốc dài. Một gần 3 gang. Mã O8 5 cái trắng HO 150, cái này hai mầm gốc dài này. Lực chưa? Có 150. Lô này rẻ về 100 chậu chắc chỉ còn 20 chậu thôi. O10 90.000. 5 cái trắng HO 90.000. O12 101. O12 101. Đây đang mầm gốc này. Tiếp theo mã O9 này 130.000 này. Hôm qua 100, ui chọn này dài thế, đầy kỳ trên thân luôn. Ui cái này đầy kỳ này. Cái này toàn kỳ thôi. Bác nào mà lấy những cái hàng này về kỳ nó dôi hơn rất nhiều. Mã O6 ấy, ui chọn này 4 thân. Bây giờ cứ trung bình 100.000 một thân thì chọn phải 400, nhưng chọn này có 270 này. O6 ấy. Tiếp theo là O17 này, 140 này. Mã O21 này 160.000. Ôi chậu này dài lắm. Đây, nó dài lên cả thành này này. 1, 2, 4 găng tay của em nhé. Chậu 160 này, O21 này. 5 cái trắng HO này. O11 180.000, chậu này cũng dài, hai mầm gốc này. O14 5 cái trắng HO này 180.000 này. Hai thân. Chậu này hai thân. Đang mầm gốc, hai mầm gốc. O17 240, chậu này hai thân siêu dài. Đây cái mầm gốc kia cũng rất là dài. Đây là những cái chậu Phú Thọ và HO. Cuối cùng nó hết hàng rồi. Hạc vĩ Đà Lạt nhá. Đây những cái bảng hạc vĩ Đà Lạt này em bán giống cho mọi người 70.000 một bảng này. Ngày xưa giống này đắt em bán 180 đấy. Bảng này năm ngoái mới bán 180 và bán 70. Thanh lý còn vài bảng. Tiếp theo hôm nay lên cho mọi người những cái hình kiều tím miền Trung nhá. Kiều tím miền Trung. Những cái dề to. Có những cả những dề khủng, dề lá mít rất là đẹp này. Còn đây là những cái phần nhỏ nhỏ này, phần làm giống này. Và có cả hàng kg. Đấy bác nào lấy hàng hình thì lấy, còn lấy hàng kg cũng có. Để em quay hàng hình trước nhá. Hàng cân một tí nữa. Hình K11 này, một lô 150 này. Một khóm này, thân lùn này. Hai khóm này. Ba này. Bốn này. Năm, năm khóm này có 150 này. Thân lùn, một gang tay thôi. K15. Ố. Sao này đang K11 này chuyển sang K15 hả mẹ? Rồi ok em, K15 này 200.000. 200.000 gồm 2 dề. Đây dề số 1. Kiểu tím đang sưng nụ nhiều lắm rồi. Dề số 1 này. Đây dề số 2 này, 200.000 2 dề này. K15. Mã K16 150. Mã K16 150.000. Mã K17 150 này. Ui nguyên một dề thân lùn đẹp này, lá mít này. 150.
K17, mã K18. 150. Nguyên một dề luôn. 180. À 150. Mã K19. Dề này 180 này, dề này rất là to, dề em bán còn lỗ này bởi vì nó lá nó không, số lá nó hơi bị trụi một tí. Đây những cái thân tơ cũng chưa hoa đây. Những thân mê đệm tơ này, nguyên cái thân này thân tơ phải 6 7 mắt nụ này. 180 dề này, lá nó hơi sâu xia tí nhá. K20. Ôi mẹ ơi, xem lại cho con cái mã này như mẹ sai giá này. Mẹ ơi. Mã K20 nhá, cái này gồm 2 dề nhá. Dề này dề thân cao, một cái thân cao rất là nhiều mắt nụ hoa đang sưng này. Đây cái dề này. Dài đẹp. Gần như chậu chậu này thở toàn thân tơ thôi. Đấy hai khóm này là 250.000. Đấy 250 nhá, K20, K21 này. Cái này là 2 dề nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở dề này thì lá mít, à dề này lá bóng rất là đẹp. Thân tơ. Một dề này. Hai dề này. 210.000 đồng. K21, K22 160.000. Đang sưng nụ đẹp 160. K10, bụi K10 dề khủng to 650.000. Bụi này to đùng nhá. Nhiều thân tơ 650. Và có mấy cái dề khủng đây. Mã K4 630 này. Dề lá mít chỉ thiên đẹp lắm. 630.000. Giò này to à? Bác nào có chất chơi chơi cái giò này thì đã này. To lắm. Mẹ mẹ bê hộ con cái này một tí cho mọi người xem cái này. Đây giò 630 này. K này K4 nhá mọi người nhá. Cái dề K4. Cho nó thẳng đấy. Đấy dề này 630.000 nhá mọi người nhá. K3 này 650 này. Đây. Bề này cho nó dễ, không phải quay em. Đây dề này 650 này. Lá mít tròn này. Dề này là dề K3 650.000. Nhiều thân tơ. Tôi ạ. Và mã K8 này 550. Đây mã K8 này 550 này. Đây là những cái dề khủng to nhé. Tiếp theo thì em có hàng kg. Hàng kg. Thân lá rất là nhiều thân đang sưng nụ. Hàng kiểu tím miền Trung lô em về gần như là toàn thân lùn đẹp, nhiều lá. Còn nhiều cái lô mà nó không có tí lá nào cơ. Loại này là 380.000 một kg nhé. Các bác có thể mua từ 3 lạng. Bên em ship từ 3 lạng cho mọi người. Sơn thủy tiên ạ. Đây là những cái sơn thủy tiên hàng rừng này. Hàng này thì hoa của nó là hoa sổ, họng vàng. Loại này thì em bán với giá là 200.000 một kg và 5.000 bó. Đây hoàng thảo chuỗi ngọc đây. Chuỗi ngọc nói chung là chuỗi ngọc hàng rừng thì nó không được đẹp đâu. 180.000 một kg và 50.000 một bó, lại vừa qua mùa hoa nữa. Tiếp theo thì em có còn một ít cái ý ngọc đang nụ hoa này. Hoàng thảo ý ngọc nụ hoa đang mầm này, 180 một cân và 50.000 bó. Đây còn hơn một cân nhất điểm hoàng, hoa của nó thơm bền. 90.000 một cân thôi. Ngọc thạch ba màu 150.000 một cân. Ngọc thạch đang lên mầm nhá, chuẩn bị đến mùa hoa của ngọc thạch ba màu rồi ạ. Hôm nay em còn một ít cái kim điều xuân thanh lý nhá, 120 một cân, 120.000 một cân kim điều xuân hàng thanh lý. Nó xuống lá rồi, nói chung mùa này nó qua mùa hoa nó xuống lá, nhiều cây cũng rẻ đẹp đang lên mầm. Hôm nay thanh lý 120. Còn cái lô kim điệp nhựa này thì là 180.000 một cân. Hoa thơm đẹp 180.000 một kg và 50.000 một bó nhá. Đây hôm nay em còn một ít cái đuôi chồn làm giống. Đây em cũng đã nhặt đi cho khách rất là nhiều ấy ạ. Đuôi chồn giống này em bán là 180 một cân. Nói chung là cây của nó thì em lựa cho các bác những cây đẹp nhé. Bởi vì hàng rừng người ta gửi cho em này, nhiều cây to nó gãy cụt ngọn này, nhà em sẽ lọc ra những cái cây như thế. Mọi người yên tâm là gửi đi là những cái cây nó vẫn còn ngọn, vẫn xếp đẹp bình thường. Đấy sẽ cắt tỉa cho mọi người 180.000 một cân. Và 50.000 một bó nhé. Mọi người mua 50.000 đôi chồn, đuôi chồn em cũng bán. Lô cây giống. Em có mấy cái phần hàng combo này. Combo một cái dề 60.000. Đây là một dề chuỗi ngọc đang lên rất là nhiều mầm, 60.000 này. Combo số 5. À đây combo số 4 nhá. Combo số 5 này. Một dề chuỗi ngọc 80.000 đầy mầm gốc. Tiếp theo một combo số 3 là 2 dề kim điều xuân 45.000. 2 dề. Combo số 2 là 40.000 một lô phi đẹp vàng.
Đây, đang lên mầm này. Chỗ này có 40.000 này. Cây nó hơi xấu nhá, nó hơi tóc tân một tí. Và combo 1 là một dề, nguyên một dề nhé. Nguyên một dề phi được vàng mầm đây. 70.000 cái dề này nhá. Có một số những hàng lẻ tẻ này. Thứ nhất là một cái chậu cắt kim cương xanh đang hai mèo. Chậu to này bán 220.000 đồng một chậu to này, hai mèo hoa. Có một cái chậu trầm cổ 50.000, trầm cổ đang chuẩn bị lên mầm gốc này, hai thân. Có một chậu trầm cổ tiếp theo, chậu này nhiều thân này, đầy mầm gốc, thường là 100.000. Có hai chậu trầm cổ ạ. Hoàng phi hạc ạ. Mã này mã M19 hoàng phi hạc này, 90.000 thôi. Hàng này nhà em thuần lên rồi, 90.000, đầy kỳ diễn thân. Hoàng phi hạc mã M20 cũng 90.000. Rẻ hơn hàng cân các bạn, rẻ hơn hàng cân. Có một chậu Hawaii mã M5 40.000, đầy ghi trên thân Hawaii. Có một chậu này không tên này, chậu này bán 30.000. Đây, bạn nào lấy combo này bán 30.000. Đây có hai chậu Hawaii này, nhiều thân hơn thì bán 100.000 đồng một chậu. Đây, 100.000 đồng một chậu Hawaii đầy mầm. Và cuối cùng thì em lên cho mọi người cái lô hàng dendro tím. Dendro này, dendro xuân tím nhé, cánh tròn nhé. Loại này là loại đắt tiền ấy, hoa thơm ấy. Các bác nhớ nhé, dendro xuân tím này nó có hai mặt hoa nhé. Cái tím kia tím đậm, mặt hoa nó sẽ khác, cánh nó dẹt hơn. Còn loại này cánh tròn hơn, hai dòng dendro xuân khác nhau. Nên là dendro xuân nó có nhiều mặt hoa là như thế. Đây là cái này đang bói hoa, hôm trước có một chậu nở hoa đẹp lắm nhưng mà bán rồi. Em ký hiệu là mã R nhé, R4 này. Một chậu đen rosen tím này, cây to này, 280.000. R4. Mã R8 này. Ôi R8 này. R8 này một chậu này là 250.000 này. R8 đen rosen. Cái chậu này thì chưa hoa lên nhiều kỳ. Mã R12 một chậu 270.000, siêu to đùng, đen rosen tím nhá, đen rosen. Hoa tím cánh tròn đấy ạ. Mã R9 này, 250.000 cũng một chậu sum suê nhiều thân. Hàng này nhà em thuần ra chậu rồi. Mã R5 290.000 một bụi siêu to đùng. Cao có 290.000. Đây này, cái bán ấy hàng cốc cốc đã 150, một cái cốc mà nó thân ngắn thôi. Hàng này hàng thuần. Mã R6 250.000, chậu này siêu kỳ trên thân. Mã R3 dendro xuân hoa tím này, 220.000. Mã R13 dendro xuân hoa tím 220.000, đầy kỳ, cái này không biết là nụ hay kỳ này. Mã R2 đen rô xuân hoa tím 210.000 đồng. Mã R14 đen rô xuân hoa tím 240.000. Và cuối cùng đây là mã R2 R11 210.000 đồng. Đây là những cái chậu đen rô xuân tím nhá. Hàng này hàng nhân giống lên đấy. Cây ngày xưa từ những cái gốc rất là bé, gốc bé, hôm nay nhân giống cho mọi người những chậu này nó to về các bác chơi, chơi thưởng thức luôn. Và hôm nay thì nhà em cập bến những cái mặt hàng như vậy. Và các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em ghim nhé. Có thể nhắn tin qua Zalo. Đây là những chậu mãn thiên hồng đang hoa. Và nhiều mặt hàng khác. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip nhé. Nhận đơn hàng của mọi người. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.